Tập 123 bé Shin Chân. Shin đang đi xe đạp thì cô Keiko gọi lại. Shin dừng xe lại bởi cậu ta không nhìn thấy được người đó do cái bụng của cô ca Keiko ngày một lớn nên khiến cậu ta bị che mất tầm nhìn. Shin xoa bụng em bé của cô ấy cảm thấy thích thú. Cô Keiko đang đi tới lớp học để học cách chăm sóc cho em bé. Shin nghĩ không nên đi tới đó nhưng đấy là công việc cần thiết của cô Keiko mà. Cô Keiko muốn Shin đừng đi theo mình nữa vì cô ấy sẽ rất bận. Thấy xung quanh mình có rất nhiều bà bầu, cô Keiko cũng có chút an tâm hơn. Có một người hướng dẫn muốn đến xem hồ sơ thai sản của cô ấy để có thể sắp xếp lớp học cho cô ấy. Chợt cô Keiko nhận thấy tiếng ai đó quen quen ở đây, thì ra đúng là Shin đang tán dóc cùng mấy bà bầu xung quanh. Shin bị tóm cổ lôi lại vì cái tội đi theo đuôi. Cô Keiko không muốn Shin có mặt ở đây nhưng cậu ta lại cho là mình lo lắng nên mới tới đây. Sau một hồi nài nỉ Shin quay về, cuối cùng thì cô ấy cũng đành bất lực để cậu ta đi theo. Cô Keiko gặp rắc rối khi nhân viên nghĩ cô ấy không phải sinh con lần đầu mà không nhận hồ sơ, sau một hồi giải thích chỉ là người quen của mình. Cuối cùng cô nhân viên cũng đã nhượng bộ cho họ một lần, Shin còn tỏ ra mình là người rộng lượng không thấy phiền phức nữa chứ. Cô hướng dẫn viên bắt đầu bài học đầu tiên của tắm em bé, Shin lại tò mò không biết sẽ tắm cho em bé nào ở nơi này. Cô ấy liền cho Shin coi con búp bê dùng để thực tập của họ, Shin lại cảm thấy buồn chán với cái trò chơi nhạt nhẽo này. Cô hướng dẫn phải giải thích cho Shin về việc đây không phải trò chơi, bởi đây là buổi thực tập nên cô ấy không muốn sử dụng em bé thật, muốn mọi người cùng nhau tắm cho nó. Shin lại tò mò về tên của em bé giả này, cô hướng dẫn đành miễn cưỡng đặt cho nó một cái tên cho qua chuyện. Nhưng Shin lại tiếp tục nghĩ em bé này sẽ giống mình và nghĩ chắc nó cũng ghét ớt chuông xanh. Shin lại bắt đầu phá rối tiết học của người ta nên cô Keiko đành bịt miệng cậu ta kéo đi, cười gượng để che đi sự xấu hổ. Cô hướng dẫn tiếp tục bài học với động tác đầu tiên là gội đầu cho em bé. Cô hướng dẫn khuyên mọi người nên vừa làm vừa nói chuyện cùng em bé, điều này sẽ rất tốt cho việc giúp em bé không sợ hãi. Shin cũng tranh thủ nói chuyện với em bé về cuộc đời đầy gian nan phía trước, cũng như việc nuôi con là một quá trình gian nan mệt mỏi còn tốn kém, khiến mấy bà mẹ có chút gì đó không được tự nhiên, lại một lần nữa Shin bị quát giữ im lặng. Cô hướng dẫn tiếp tục làm động tác tắm cho em bé, trước tiên cởi quần áo ra trước, nhìn biểu cảm của Shin xấu hổ khiến các cô cũng bị ảnh hưởng. May mắn cô Keiko đã bịt miệng cậu ta lại cho mấy cô hướng dẫn suôn sẻ làm việc tiếp. Các cô bắt đầu động tác tắm cho em bé, Shin tia thấy cục xà bông thì lăng xăng trèo lên giúp đỡ. Nhưng đấy lại chính là hành động phá hại khi cục xà bông bay vào cô hướng dẫn khiến cô giật mình làm em bé rơi vào chậu nước. Để chống chế cô ấy nhắn đây là hành động không bao giờ được xảy ra với các em bé thật, Shin lại phá đám khi hỏi mấy cô liệu em bé có thể tỉnh lại không, thật muốn ăn đòn. Trong khi các bà mẹ bầu đang tụ tập nhau nói chuyện về bệnh viện mình sẽ sinh em bé, Shin lại mải mê chơi cùng các bé búp bê, cậu ta lại lỡ tay làm gãy tay của nó. Hai cô hướng dẫn cảm thấy rất bực nhưng họ an ủi bản thân rồi tiếp tục bước vào lớp để tiếp tục buổi học. Nhưng điều khiến họ sốc là Shin đã dùng bút mực vẽ lên người mấy con búp bê và cảm thấy nó khá tốt. Bây giờ các cô hướng dẫn đã hết kiên nhẫn với Shin không biết phải làm gì lúc này. Cô hướng dẫn chợt nảy ra một ý định mà gọi cô Keiko lại để đưa ra một đề nghị. Thế là Shin đã được hóa thân thành em bé để cho các mẹ thực hành. Nhưng em bé này biết nói và quá nhoi khiến cô Keiko cũng không biết vì sao lại xảy ra cơ sự như này nữa. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập phim chiến đấu với thầy hiệu trưởng. Lại một ngày nữa tiếp tục, thầy hiệu trưởng lại đi chăm sóc những đứa trẻ. Băng bó cho trẻ bị thương, giặt quần áo cho trẻ tè dầm, xử lý trẻ đánh nhau, rồi cùng chơi trò chơi với đám trẻ. Đến cuối ngày, đám trẻ tan học là lúc thầy được nghỉ ngơi, ngồi một mình trong văn phòng. Thầy cảm thấy rất vui vì một ngày làm việc của thầy đã trôi qua tốt đẹp, đột nhiên có tín hiệu đèn. Thì ra đó là một cuộc gọi khẩn cấp nên thầy hiệu trưởng cho bàn xuống đi vào đường hầm thời gian, rồi nhảy vào thang máy, sau đó vào máy nén và lộ nguyên hình. Thì ra hiệu trưởng trường mẫu giáo trị là hình ảnh ngụy trang của thầy, chứ thực chất thầy là một anh hùng bảo vệ công lý. Và tất cả đồ chơi trong sân trường chính là dụng cụ giúp thầy chiến đấu. Nhanh chóng chúng di chuyển ra để thầy hiệu trưởng bò lên. Sau đó thầy cưỡi lên con gấu rồi phóng đi y hệt như một tên lửa. Đang đi thì thầy gặp Action Kamen nên vẫy tay chào. Rồi thầy được đưa đến nhà Shin, thì ra là bố Hiroshi đang gặp nguy hiểm khi đang bị mẹ cào cấu. Vậy là thầy hiệu trưởng đi vào giới thiệu mình là người bảo vệ công lý. Và thầy đã đến đây khi nghe thấy tiếng hét, nhưng mẹ chẳng quan tâm mà tiếp tục xử lý bố. Thấy căng quá nên thầy hiệu trưởng vào can và kết quả lại bị mẹ xô cho té ngửa ra luôn. Định ra can ngăn tiếp thì thầy lại bị Shin chọc vào chỗ hiểm. Vậy là thầy nhột quá nhảy tưng tưng luôn, thì ra chính Shin đã gọi cho thầy để nhờ sự giúp đỡ. Vì mẹ bảo Shin thay tã cho Hima nhưng mà cu cậu không muốn làm, vậy nên mới nhờ thầy đến để thay tã cho cô bé. Thầy hiệu trưởng đành phải giúp thôi, thầy cũng bó tay với Shin luôn. Còn Shin thì rất cảm ơn thầy, xong việc thầy hiệu trưởng lại cưỡi gấu sắt về. Như vậy là trận chiến của thầy diễn ra suốt ngày đêm, sáng hôm sau. Thầy hiệu trưởng đang quét sân thì nghe có tín hiệu khẩn cấp, nhanh chóng thầy chui qua đường hầm rồi đi biến hình, và lúc nào thầy cũng tự chúc bản thân mình may mắn rồi đi làm nhiệm vụ.
Hôm sau đám trẻ đã lên xe buýt đến trường, Nene kể với các bạn là hôm qua hiệu trưởng Man lại xuất hiện, thầy hiệu trưởng nghe mà thấy hơi nhột rồi nha. Mà sao không biết nếu hiệu trưởng Man là thầy hiệu trưởng thì sẽ ra sao nhỉ? Thầy hiệu trưởng nghe mà giật hết cả mình, đã vậy đám trẻ cứ nhìn chằm chằm nên thầy toát hết cả mồ hôi hột. Nhưng Kazama nghĩ là chắc không phải là thầy hiệu trưởng đâu, vì siêu anh hùng đến từ Prince Ipa hay gì đó, Nene nghĩ chắc là vậy rồi. Vậy là thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm vì may không bị phát hiện ra. Vừa đưa đám trẻ đến trường xong thì thầy hiệu trưởng re xe vào, bất ngờ có tín hiệu khẩn cấp nên thầy cho xe đi luôn. Sau đó thầy cho xe chuyển qua chế độ chiến đấu rồi băng băng trên đường. Thấy xe của thầy mà mọi người đều vui mừng và tín hiệu khẩn cấp vẫn liên tục kêu nên hiệu trưởng Man quyết tâm sẽ đến đó trong 5 phút nữa. Nhưng do tắc đường quá nên mãi 3 tiếng sau thầy mới tới nơi. Thầy đang loay hoay không biết ở đây cần giúp gì thì thấy ba mẹ con Xin, thì ra là xe đạp của mẹ bị hỏng nên đã gọi thầy. Vậy là thầy xem qua rồi cắm cúi sửa, đột nhiên Xin trèo lên cây rồi dùng cây nhọn khều lưng làm thầy hết hồn. Xin bảo là cu cậu đã gọi thầy đến đây chứ không phải là mẹ, chuyện là Xin bị ngứa ở lưng nên muốn thầy gãi dùng. Thầy hiệu trưởng cũng đến lại Xin luôn, đột nhiên mẹ hét toáng lên. Thì ra là chiếc xe đạp đã lao tự do ra đường, kết quả là bị một chiếc xe tải cán nát tươm luôn, vậy là đã kết thúc một ngày làm việc. Thầy hiệu trưởng đang rửa tay thì Xin kéo thang trèo lên rồi dùng cây khều thầy làm thầy hết hồn, thầy không hiểu sao cu cậu vẫn còn ở đây. Cuối cùng bị Xin dụ dỗ nên thầy hiệu trưởng đành phải cho cu cậu làm trợ lý rồi cùng đi chiến đấu với thầy với biệt danh là Xin Man. Đổi lại thầy muốn cậu giữ bí mật thầy là hiệu trưởng Man với tất cả mọi người. Thấy con Mai Pê treo trong xe dễ thương quá nên Xin nhảy lên giật xuống. Bất ngờ thầy hiệu trưởng bị phóng ra ngoài và xe chuyển sang chế độ tự lái. Bên bố đang say xỉn đi về nhà thì thấy bóng gì đó sau lưng mình. Quay lại nhìn không thấy gì nên bố nghĩ là mình chỉ hoa mắt thôi chứ chắc không phải là Tiger Woman đâu. Rồi bố tiếp tục đi về, tự dưng quay đầu lại thì hết hồn khi sau lưng mình chính là Tiger Woman. Vậy là bố hốt hoảng quỳ xin nó tha mạng vì bố còn có vợ và con thơ đợi ở nhà. Tiger Woman thấy thật xui xẻo khi gặp phải người đàn ông có vợ. Lúc này hiệu trưởng Man và Xin Man cũng xuất hiện, cả hai liền bay đến trước mặt tên Tiger Woman để bảo vệ bố. Vậy là hắn sợ quá bỏ lại hộp cơm rồi chuồn luôn. Còn Xin thì nhân cơ hội chén hộp cơm luôn, ngon quá cu cậu định cảm ơn bố, may thầy hiệu trưởng ngăn kịp không thì lộ hết rồi. Hôm sau cô Matsuzaka đứng trông trẻ mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, Xin chẳng hiểu sao cô độc thân mà lại mất ngủ. Cô Matsuzaka thấy đây không phải là việc của Xin, nên cu cậu đừng quan tâm, vậy là Xin đi luôn. Còn cô Matsuzaka chẳng hiểu sao hôm qua cô đã ngủ rất nhiều mà giờ vẫn buồn ngủ. Chiều tan làm về, cô vô tình phát hiện một cửa hàng trang sức mới mở. Vào xem thì cô thấy một chiếc nhẫn rất đáng yêu. Vậy là lòng tham vọng lại nổi lên, nhưng chợt cô nghĩ lại. Bên này hiệu trưởng Man và Xin Man vừa ăn cơm nắm vừa đi tuần tra. Thầy hiệu trưởng nghĩ là không biết Tiger Woman sẽ xuất hiện lúc nào nên hết sức cảnh giác. Đột nhiên có tín hiệu khẩn cấp, nhanh chóng thầy hiệu trưởng và Xin đi nhận nhiệm vụ. Bên này cô Matsuzaka đã lộ nguyên hình là Tiger Woman, cô trói chủ tiệm trang sức sau đó lấy trộm hết trang sức. Ngay sau đó, hiệu trưởng Man và Xin Man cũng xuất hiện. Tiger Woman rất bực mình khi lại gặp hai người này, rồi cô tẩu thoát, thầy hiệu trưởng liền ra hiệu cho Xin tóm cô lại. Nhanh chóng Xin tung lưới ra định tóm cô mà Su Sao lại bắt lộn thầy hiệu trưởng. Nhân cơ hội Tiger Woman tẩu thoát luôn, vậy là Xin gọi theo nói mấy câu cà khịa cô là người phụ nữ độc ác. Bực quá cô quay lại lườm và kết quả là cô bay sấp mặt vào tường luôn. Sau đó cô trở lại là cô Matsuzaka bình thường, Xin và thầy hiệu trưởng thấy mà hết hồn luôn. Vì cả hai không nghĩ Tiger Woman lại là cô Matsuzaka, đột nhiên thấy một anh trai đi ngang qua. Vậy là cô lại hiện nguyên hình rồi lao ra bắt sống anh luôn, Xin cũng đến bó tay với cô luôn. Mấy hôm sau thông tin về hiệu trưởng Man và Xin Man được đưa đầy trên báo, Nene không biết hiệu trưởng Man rốt cuộc là ai. Kazama nghĩ có thể là một người quen, Masao và Bo không biết là ai nhưng mà cả hai thấy hiệu trưởng Man và Xin Man thật tuyệt vời. Lúc này thầy hiệu trưởng đi ngang qua rồi ra hiệu cho Xin giữ bí mật. Xin thấy vậy cũng giả bộ không biết gì cả, vậy là thầy hiệu trưởng yên tâm đi vào. Đám trẻ lúc này lại trụng lại để xác minh với Xin thông tin thầy hiệu trưởng là hiệu trưởng Man. Vậy mà thầy hiệu trưởng cứ nghĩ là Xin chưa kể với ai. Rồi thầy ra chỗ các cô thì thấy mấy cô đang bàn về hiệu trưởng Man. Vậy là thầy yên tâm vì chưa ai phát hiện ra cả, đang đi vào thì lại có tín hiệu khẩn cấp, bên này tín hiệu cũng phát ra từ giày của Xin. Vậy là Xin và cô Matsuzaka được thầy hiệu trưởng tập hợp đi làm nhiệm vụ. Nhanh chóng thầy hiệu trưởng vào bàn rồi vào đường hầm thời gian, cô Matsuzama giả vờ đi vệ sinh rồi chuồn luôn, mà không biết rằng đang bị cô Yoshinaga và cô Ageo theo dõi. Còn Xin thì leo lên con gấu rồi phóng đi trước mặt đám bạn, lúc này thầy hiệu trưởng đã đưa xe chiến đấu ra. Cô Matsuzaka cũng bí mật hiện nguyên hình là Tiger Woman rồi lao đi, bên này Xin cũng nhanh chóng thay trang phục để đi chiến đấu, sau đó cả ba đã tập hợp. Và nhiệm vụ ngày hôm nay là đi bắt heo vì một chiếc xe tải chở heo đã bị lật, Xin không nghĩ mình lại phải làm những thứ này. Nhưng thầy hiệu trưởng nghĩ đây cũng là một nhiệm vụ, vậy mà cô Matsuzaka lại lo đi vườn trai, thầy hiệu trưởng thấy mà rất thất vọng khi đã chọn sai đối tác.
Đột nhiên cô Ageo trong trang phục ếch xanh xuất hiện làm thầy hết hồn và cô tự xưng là người phụ nữ Cheetah. Cả cô Yoshinaga cũng đi tới trong hình tượng một con báo và tên của cô là Báo Đốm. Đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Nene xuất hiện với hình tượng Bunny Girl, còn Kazama là người đàn ông gấu trúc, Masao là sư tử và chuột túi bo và tất cả muốn chiến đấu cùng thầy hiệu trưởng. Cô Matsuzaka thấy mấy cô thật xàm xí, còn cô Yoshinaga thì cà khịa cô Matsuzaka chỉ cản trở thầy hiệu trưởng thôi. Vậy là cả hai cứ cãi nhau để xem ai hơn ai, nhân cơ hội cô Ageo vào thuyết phục thầy hiệu trưởng biến mình thành đối tác. Vậy là hai cô kia nhào vô kéo ra, bên này đám trẻ cũng cãi nhau để giành vị trí đối tác của thầy hiệu trưởng, còn Shin thì nghĩ mọi người nên bắt heo trước thì hơn. Vậy là thầy hiệu trưởng nổi điên lên vì Shin nói ra bí mật nên mới ra nông nỗi này, rồi thầy gào thét trong bất lực luôn.